là có nam có nữ, có lên sân, có chơi, có thịt với lên bàn. Và hôm nay là đúng là rất nhiều nam nữ. Và đây là đối thủ thứ hai là các nhà tàu và các nhà hảo tâm. Thế này là những người nào mê thích lên bàn về hai cửa sống cho ai bên này là rất tốt bàn này. Như vậy là những người này yêu thích. Rồi, như vậy là tổng tài khắc đạt đánh cho hai đối thủ, một là đây. Thank you.
Châu mèo mà mất cơ mà đến châu thứ sáu rồi, châu thứ bảy chắc chắn là vậy, là châu thứ bảy đúng nhá, tuyệt vời lắm. Không là thế bạn là các cái cổ đầu tiên chúng ta. Và đúng là xuân 2020 là mới có những cây vật hay như thế này, tuyệt vời như thế này. Và chưa cả tuyệt vời. Thế là hay lắm. Rồi, tốt hơn này, tốt hơn.